Xin chào mọi người, chào mọi người đến kênh tô màu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp tô màu trên chú chuột hamster nhé. Cái chú rồi nhé. Rồi bỏ ra một tô cho chuột hamster nhé. Dùng một cam dao tô bụng của chú chuột đấy nhá. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha.
Ok, bye bye mọi người.